Một phút thảo luận đã kết thúc. Bây giờ mời các anh chị cho ý kiến trước lớp. Nhanh lên. Nhanh lên, ai tình nguyện à? Ai giải thích được dùm tôi là nếu mà sản lượng quốc gia tăng, đầu tư tăng, điều đó hiển nhiên đúng với các nước đang phát triển. Vậy nó có mang tính quy luật đối với các nước phát triển hay không? Bởi vì tôi lưu ý này nha, trong nghiên cứu khoa học, ta có N trường hợp. Nếu các anh chị đã chứng minh được là nó mang tính quy luật với N-1 trường hợp, còn một trường hợp nó không đúng mà các anh chị không giải thích được, thì nó không phải là quy luật. Đặc biệt vậy đó, đúng không? Cho nên bây giờ tôi hỏi là nó có đúng với các nước phát triển hay không? Đó là sản lượng tăng thì đầu tư tăng thì người ta sẽ nãm tăng nhập khẩu. Vì vậy cho nên hàm nhập khẩu sẽ là hàm đồng biến. Nào, mời bạn. Cô theo em là khi mà sản lượng tăng ở các nước phát triển á, thì các nước đó thường là có trình độ khoa học cao, máy móc là của nó sản xuất luôn, thì nó chỉ dùng cái sản lượng của nó và nó sản xuất ra sản phẩm luôn, chứ nó không cần phải nhập khẩu thêm nhiều nữa. Rồi, có nghĩa là theo bạn thì nếu mà các nước phát triển sản lượng tăng thì họ không tăng nhập khẩu, có đúng không? Đúng không? Không chắc, đúng không? Rồi, tôi cảm ơn, đó là một ý kiến. Và ý kiến khác ạ? Bạn nào có ý kiến khác? Mời các bạn. Mời bạn. Dạ, theo cô em. Đứng lên. Cô theo em thì hiện các nước phát triển ấy ạ, thì khi mà sản lượng quốc gia tăng thì nghĩ họ cũng sẽ đầu tư cũng sẽ tăng, rồi cũng sẽ tăng, rồi thì ví dụ như từ dù kỹ thuật công nghệ rất cao, nhưng mà ví dụ nguyên vật liệu trong nước thì giá cao, nhà nước có thể nhập khẩu nguyên liệu từ bên ngoài nó rẻ hơn. Đúng rồi ạ. Như vậy là đây các anh chị thấy là có hai luồng ý kiến khác nhau ha. Một nhóm cho rằng các nước phát triển khi mà tăng sản lượng, tăng đầu tư thì họ sẽ phải tăng nhập khẩu. Còn một luồng ý kiến cho rằng là không cần, tại vì tự họ có thể sản xuất ra hết. Vậy thì ở đây tôi lưu ý là trên thực tế thì sao? Đó là đối với trường hợp của các nước phát triển thì khảo sát thực nghiệm vẫn cho thấy khi tăng đầu tư thì cả các nước phát triển cũng phải tăng nhập khẩu. Và đúng như bạn mình nói, tức là dù cho họ có thể có sản xuất ra được từ A đến Z mọi loại hàng hóa, nhưng nếu tự sản xuất thì giá nó cao, cho nên là họ chủ trương sẽ nhập khẩu những loại nguyên liệu mà giá nó rẻ hơn. Vì mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là gì ạ? Là lợi nhuận tối đa. Cho nên các anh chị biết rằng ngày nay người ta nói thế này nè, những người nắm quyền lực kinh tế thế giới thực sự không phải là Tổng thống Mỹ, cũng không phải là Tổng thống Nga, không phải là Thủ tướng Anh, mà cũng không phải là Chủ tịch nước Trung Quốc, vân vân, mà là ai? Là các ông chủ của các tập đoàn kinh tế. Bởi vì chính các tập đoàn kinh tế đó sẽ phân công lao động thế giới. Họ sẽ nói nước nào làm gì. Tôi lấy một ví dụ thôi, các anh chị hình dung Mỹ rất nổi tiếng về sản xuất máy tính, có đúng không ạ? Kể cả phần cứng, kể cả phần mềm. Nhưng mà các anh chị biết là cả phần cứng ha, ngày nay tất cả những chip bo mạch điện tử á, là họ nhập hết. Ví dụ như Intel, hãng sản xuất máy tính cực kỳ nổi tiếng với những cái bo mạch điện tử á, thì Intel cũng thành lập nên một cái khu sản xuất ngay tại Việt Nam mình, ngay ở quận 9 mà, ngay khu công nghệ cao á, đúng không ạ? Vậy thì tại sao lại phải sang tận Việt Nam? Lý do giá nhân công Việt Nam rẻ, họ đưa máy móc thiết bị qua đây, họ đưa nguyên liệu qua đây. Và các anh chị biết rồi, cái công việc mà lắp ráp những cái bo mạch điện tử bắt buộc phải là con người làm. Robot làm cũng được, nhưng mà sản xuất robot đắt lắm, thuê con người rẻ hơn. Không, nói thật, tức là cái gì mà đắt, người ta đã từng nghĩ tới chuyện là sản xuất robot để thay thế. Nhưng mà các anh chị biết là cuối cùng người ta thấy sản xuất ra con robot nó còn đắt hơn thuê con người, thì thuê con người rẻ hơn. Và nếu như con người trong nước mà không làm được, đưa ra cho con người nước ngoài làm cho nó rẻ. Các anh chị hình dung được không ạ? Mà nó không đòi hỏi kỹ thuật cao, các anh chị chỉ cần chính xác hay là mắt tinh, tay không bị mồ hôi là làm được rồi. Một khóa huấn luyện 6 tháng đơn giản là có thể làm được ở trong doanh nghiệp Intel. Như vậy là các anh chị hình dung là Intel ngày nay họ nhập toàn bộ những bo mạch điện tử loại thường thường ha, là nhập từ Việt Nam, từ Trung Quốc. Cái loại cao cấp, những cái mainboard thì họ sẽ nhập từ Singapore hoặc là Ấn Độ. Và các anh chị hình dung là toàn bộ họ nhập hết. Tương tự như vậy, tôi nói tới hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng, đó là Toyota. Toyota
các anh chị hình dung có thành lập luôn Toyota ở Mỹ luôn, giống như là có Toyota Việt Nam vậy đó. Và nếu như ở Việt Nam ta nói là ta sản xuất ô tô, thực ra là ta làm gì? Lắp ráp, mà ta không lắp ráp được linh kiện nữa kìa, mà ta lắp ráp bộ phận phụ tùng. Có nghĩa là đã phải có những quốc gia lắp ráp từ linh kiện, từng con ốc một để đưa nó thành cái bộ phận phụ tùng rồi mới xuất sang Việt Nam. Và tất cả nó sẽ nằm trong cái quy hoạch của tổng công ty mẹ. Nếu như công ty mẹ bảo Toyota Việt Nam nhập từ đâu thì Toyota Việt Nam nhập từ đó. Nó rõ ràng vậy đó. Như vậy ngay cả đối với Mỹ, các anh chị biết là Mỹ là nước đầu tiên đã sản xuất và chế tạo ra chiếc xe hơi. Và vì vậy cho nên là người Mỹ hết sức tự hào với cái ngành kỹ nghệ ô tô của mình. Nhưng mà đến những năm 60 á, thì người Mỹ bán lại bản quyền cho người Nhật, bán bản quyền, và sau đó Nhật mới nghiên cứu và cải tiến. Đến lúc Nhật sản xuất ra chiếc xe hơi đầu tiên mà vào được Mỹ đó là hãng Honda. Thì các anh chị hình dung là xe của Nhật đó nó lại tiện nghi hơn nhiều so với xe của Mỹ. Tôi lấy một ví dụ thôi, người Mỹ không nghĩ ra chuyện lắp ráp cái máy điều hòa ở trong xe, người Nhật mới nghĩ ra cái chuyện đó. Và vì lắp cái máy điều hòa ở trong xe, như vậy là mùa đông đi á, cái máy điều hòa chứ không phải máy lạnh nha, máy điều hòa mùa đông á thì mở ấm, mà mùa hè á thì mở cho nó lạnh, cho nên là rất là tiện nghi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, người ta nghĩ ra chuyện ngồi trong xe cũng phải được nghe nhạc. Người Mỹ lúc đầu cũng có nghĩ tới chuyện đó, cho nên người Nhật nghĩ ra. Cái thứ ba nữa là vì Nhật là một nước cực kỳ nghèo về tài nguyên, Mỹ thì ngược lại rất giàu về tài nguyên, cho nên khi làm ra chiếc xe hơi, người Mỹ không nghĩ tới chuyện tiết kiệm năng lượng, còn người Nhật phải đi mua từng thùng dầu. Cho nên người Nhật nghĩ ngay tới chuyện tiết kiệm năng lượng. Nếu như xe của Mỹ ở những năm 70, 60, 70 á, đi 100 cây số hết 22 lít xăng, xe của Nhật đến những năm 80 xuất sang Mỹ, các anh chị biết không, đi 100 cây số hết có 12 lít xăng. Vì vậy cho nên người ta nói là đến những năm 80 á, khi mà người Nhật xuất khẩu xe hơi sang Mỹ, ngay cả tầng lớp trung lưu của Mỹ cũng rất thích mua xe của Nhật. Mà trung lưu thì mới đông, chứ giới thượng lưu thì được mấy người, đúng không ạ? Nhưng mà giới thượng lưu thì họ không đi những cái loại xe mà nhiều người đi được. Giới thượng lưu thì họ đi những loại xe là thật là đắt tiền, đúng không? Các anh chị cứ tưởng tượng, ví dụ như là Elvis đi, Elvis Presley á, thì không thể nào mà ngồi trên một cái xe mà tất cả mọi người cùng đi, ví dụ là vậy. Tức là những người mà gọi là sao, chẳng hạn đặc biệt là sao điện ảnh nhé các anh chị, đó là luôn luôn là ngồi trên những xe lại đắt tiền, hàng hiếm, hàng độc. Nó ví dụ là như vậy. Như vậy thì ở đây các anh chị hình dung là cái giới trung lưu thì lại rất là đông. Từ đó các anh chị hình dung á, là sau này nè, chính phủ Mỹ dưới sức ép của các nhà kỹ nghệ ô tô Mỹ mới đưa ra một cái yêu cầu đối với Nhật, đó là hạn chế xuất khẩu ô tô tự nguyện sang Mỹ. Tại vì nếu mà Nhật mà không chịu tự nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô thì Mỹ sẽ đưa ra những biện pháp khác trừng trị và còn ghê gớm hơn nhiều, thiệt hại nhiều hơn. Thế là Nhật đã tự nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô sang Mỹ, và Nhật đã tìm cách để đưa ô tô vào Mỹ bằng cách nào? Thành lập luôn cái nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ luôn. Và như vậy nó đâu còn là nhập khẩu nữa nha các anh chị. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, nhưng mà thực ra cái nhà máy ô tô tại Mỹ, tôi hỏi nào, Toyota ở Mỹ có đủ năng lực sản xuất từ A đến Z một chiếc ô tô không? Có, dư sức. Người Mỹ là người đầu tiên sáng chế ra ô tô mà nha. Nhưng mà tại sao Toyota Nhật vẫn không để cho như vậy, mà ngay cả Toyota Mỹ cũng chỉ sản xuất một phần thôi, còn lại cũng nhập hết. Nhập từ đâu? Nhập từ Nam Mỹ, các nước Nam Mỹ nha các anh chị. Ví dụ như là Chile, ví dụ như là Venezuela vân vân. Ở một số quốc gia ở Nam Mỹ cũng có nhà máy của Toyota tại đó, và họ cũng xuất nhập khẩu lẫn nhau à. Cái đó là do Toyota mẹ quy định nha các anh chị. Và như vậy là đến đây các anh chị đã hình dung được, đó là khi mà sản lượng quốc gia tăng, các doanh nghiệp sẽ tăng đầu tư, thì luôn luôn sẽ phải tăng nhập khẩu. Nó mang tính quy luật. Vì sao vậy? Vì các tập đoàn kinh tế mới là người chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn thế giới. Họ sẽ phân công quốc gia nào sản xuất phần nào. Chính vì vậy cho nên là để tối đa hóa lợi nhuận, họ luôn luôn cho xuất nhập khẩu lẫn nhau lòng vòng. Tôi nói là cái việc mà xuất nhập khẩu nó có nhiều cái lợi lắm. Một cái lợi thứ nhất đó là họ làm cho những cái nguồn nguyên liệu rẻ trên thế giới họ đều dùng được hết. Các anh chị hình dung được không ạ? Cái thứ hai nữa, nếu mà họ muốn trốn thuế,
họ còn có cách thứ hai hay hơn, đó là họ chuyển giá. Giá nhập thì cao mà giá bán ra thì thấp. Cuối cùng cái làm sao? Bán ra thị trường nội địa thì giá thấp, và như vậy cuối cùng cái doanh nghiệp lỗ. Công ty con thì cứ lỗ, nhưng mà công ty mẹ có lỗ không? Không lỗ. Tôi lấy ví dụ trường hợp thứ hai.